はキリト、剣士キリトだ。Hello, xin chào anh em nha. Mình ngồi hóng từ sáng đến giờ để chờ đợi cái trang phục Kirito ra mắt để săn đấy anh em ơi. Bởi vì một fan anime, một fan liên quân như Mô Việt không thể bỏ qua và trước hết đọc cái thể lệ của cái sự kiện lần này. Có 6 khu, mỗi khu được trấn giữ bởi một con boss và nhiệm vụ của chúng ta là săn từng con boss một. Và con boss cuối cùng sẽ nhận được trang phục Kirito Version 2. Đấy. Ok. Và săn thôi chứ còn đợi thế nào được nữa. Hóng quá rồi anh em ơi. Tầng 1 này, tầng 2 này, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 này. Ok. Ở tầng 1 có 2 sự lựa chọn để tiêu diệt con boss anh em ơi. Và lần đầu chỉ mất 8 quân huy thôi. Săn ngay. Wow. Gặp boss quá easy. Đã được cái emote anh em ơi. Ở tầng này thì có 1, 2, 3 con. Thì con thứ 3 đi. Hụt chắc là hụt rồi. Boss bị tiêu diệt à? Ố, hay ấy nhở. Ây da, có kia đọc cái thần chú là Lamo 33. Một hay là số 3 mà diệt thôi. Đấy, được con tông đồ cơ. Không phải là boss. Ở tầng này có tông đồ nha, đây là boss này. Đấy, easy quá easy. Mình chuẩn bị sẵn 3k3 quân huy mà. Mobile Việt anh em ơi, cái gì cũng phải 3. Đó là cái mẹo của Mobile Việt nha. 3 hết, 1, 2, 3. Đấy, còn lại được con tông đồ à. Rồi tiếp tục ở bên cạnh là có con boss. Quá easy anh em ơi. Đến tầng 5 rồi mà mình mất 3k3, bây giờ còn 3k2, 100 quân huy. Siêu lời, siêu lời. Tiếp tục là cái thần chú 1, 2, 3. Đấy, được tông đồ đây. Ok, ở bên cạnh mà diệt thôi. Đó, là boss. Trời ơi, các bạn thấy cái mẹo của Mô Việt nó lại hợp lý quá cơ. Rồi, tiếp tục là cái thần chú là Mô 33. Ok, một bây giờ cái nào từ đầu nhỉ? Chắc cái đầu tiên là một em ơi. Cái này là 3 này. Đã là con quái. Ok, thì con này chắc chắn là boss rồi. Ê, lại là quái. Ở tầng này có 2 con quái liền anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn vị trí nào đây. Tiếp tục là 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Lại là một con quái. Rất nhiều quái. À, phòng này trống anh em ơi. Tiếp tục là phòng này trống. Nhưng mà chắc chắn phòng này sẽ có là trống. Cái lần cuối thì nó hơi khoai một chút xíu. Rồi, cuối cùng thì con boss cũng xuất hiện và nhận được trang phục Kirito. Wow, màn xuất hiện chất không anh em ơi. Và đây là phiên bản giới hạn nha. Chất như thế này thì không thể không săn. Không biết là đến lúc nào mới mở lại. Thành ra là cứ có sự kiện mới, những trang phục mình yêu thích là mình phải săn ngay. Đầu tiên là hiệu ứng biến về này anh em ơi. Trồng cây, dưới gốc cây là đôi bạn đang làm gì ở dưới đó. Hơi mờ và hơi nhỏ để không nhìn rõ anh em ơi. Chưa một chém này, chưa hai lướt này. Cái này thì chưa đặc biệt đâu. Cái đặc biệt là cho đối thủ phải hết hồn dính là chiêu cuối này. Đó. Rồi, sau đó mình mọc ra một cái đôi cánh nha. Đây là điều mà nó độc, nó lạ từ trước đến nay chưa xuất hiện. Đấy. Sau đó thì chém hiệu ứng kỹ năng nó rộng hơn và nó đẹp hơn rất nhiều. Đó là cái độc, cái lạ của cái bộ trang phục mới này. Đấy. Mình kết nhất ở cái điểm này thì hôm qua review với anh em rồi. Hôm nay có trang phục chính thức. Review lại thì nó vẫn là đẹp không kém và không hết cái độ hot so với ngày hôm qua. Rồi. Đấy, chiêu 2 nước cũng đẹp hơn. Và chiêu cuối thì vẫn như vậy thôi. Đấy. Các bạn sẽ có đôi cánh này đến khi là lên bảng đếm số nha. Và nó kiểu nó phát sáng trên người như kiểu vận đội công ý. Chưa có cái nào độc lạ như cái trang phục này.
Đó, lần hợp tác thứ hai nó xịn sò, nó như thế này. Sao version 2 nó ngon như thế này thì mình nghĩ là anh em nên sở hữu cái trang phục Kirito. Ok. Quá đẹp. Chém lực hơn cái mà chưa mình chưa xài chưa cuối nha. Với hơn 1k con Huy, mình nghĩ là trang phục này cũng không quá đắt, tầm 500k Việt Nam đồng. Ngon rồi anh em ơi. Cứ tưởng là phải tốn tầm 2-3k gì đó, nhưng mà 1k thì mình cảm thấy là ngon quá rồi. Ở 5 ngày sau thì tiếp tục săn Asuna Stasia nha anh em ơi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.